Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá Ducati Diavel 1260-2021 ra mắt tại trường Nam Á với mức giá chỉ hơn 500 triệu Việt Nam đồng. Ducati vừa ra mắt cái chiếc Diavel 1260-2021, một phiên bản đáp ứng cái tiêu chuẩn thải mới nhất là BS6 tại trường Ấn Độ. Phiên bản này ít gây ô nhiễm hơn và có mức giá bán khởi điểm ra dự khoảng 18,49 lakh ADR, tương đương gần là 582 triệu Việt Nam đồng. Ducati Diavel 1260 ở cái phiên bản tiêu chuẩn BS6 vẫn giữ nguyên cái sự cá tính, thiết kế, đặc điểm là vận hành đồng thời đáp ứng rất tốt trong việc là bảo vệ môi trường. Biến thể Diavel 1260-2001 cái bản tiêu chuẩn nặng hơn 5kg nếu so với hồi trước, hoặc cái trọng lượng hiện có là 249kg. Trong khi biến thể Diavel 1260S-2001 thì nhẹ hơn 2kg nếu so với cái mô hình tiêu chuẩn. Cùng với việc tăng trọng lượng thì Diavel 1260BS6-2001 cũng đã chứng kiến một vài thay đổi đáng kể về mặt sức mạnh. Cái động cơ là Ducati Tetra Jetta DVT 1262cc có thời gian là canh cam thay đổi nhằm tăng thêm được 30 lực nếu so với cái bản người tiền nhiệm. Cái công suất hiện có là 162 mã lực tại ngưỡng vòng tua máy là 9.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 129 Nm tại ngưỡng vòng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Kết hợp cùng chiếc hộp số còn tài 6 cấp đi cùng chiếc bộ chuyển số nhanh 2 chiều Quickshifter như là tiêu chuẩn trên cái chiếc Diavel 1260S. Nếu so với cái bản tiêu chuẩn thì Diavel 1260BS6-2001, Ducati vẫn giữ nguyên cái tư thế cầm lái là Power Cruiser khá đặc trưng. Tuy nhiên công ty đã thay đổi thiết lập phần khung xe. Ducati Diavel 1260BS6 giờ đây sở cho mình thiết kế khung Judas bằng thép hình ống cũng cực kỳ nổi bật. Gắn liền với nó là một cái phần cấp đơn ở phía sau bằng nhôm. Cái phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị cho mình cái phục trước là upside down đến từ Marucci 50mm, có thể được điều chỉnh và một cái mono shock đặt ở phía sau. Các mức điều chỉnh cũng cực kỳ linh hoạt. Trong khi cái biến thể là Diavel 1260S đi cùng với cái phục là Holden 48mm phía trước và một cái giảm sóc Holden đặt ở phía sau, cái hai có thể được điều chỉnh hoàn toàn. Ducati Diavel 1260BS6-2001 sẽ đi cùng với rất nhiều chế độ lái được cải tiến và nâng cấp như là Sport, Touring và Urban. Các thiết bị điện tử khác bao gồm như phần cấp đơn, đo lường quán tính EMU 60 đến từ Bosch, hệ thống kiểm soát lực kéo Ducati DTC EBO, hệ thống kiểm soát bánh xe Ducati DDC EBO, khởi động điện Ducati DBL đi cùng với kiểm soát hành trình. Ngoài ra chiếc xe còn có cái chế độ Raptor có thể được mở ra nhờ vào Ducati Powerlink. Đối với cái phiên bản Ducati 1260S-2001 cũng có thêm một hệ thống là đa phương tiện Ducati DMS cho phép kết nối với Bluetooth và giữa điện thoại thông minh với cái đồng hồ, xử lý các cuộc gọi đến và đi, tin nhắn, văn bản trên màn hình, hiển thị rất nhiều thông tin, bất cứ cái bản nhạc nào cũng đang nghe được. Ducati Diavel 1260BS6-2001 với gam với một cái phiên bản màu đen Turbo Plus thì có mức giá ra dự khoảng là 18,49 lakh ADR, tương đương gần là 582 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản là Ducati 1260S BS6-2001 với hai gam màu tùy chọn là màu đỏ Ducati Red và cam màu đen Touring Red thì có mức giá cao một chút là 21,49 lakh ADR, tương đương gần là 677 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, chi tiết nhớ like, subscribe.